Xin chào anh chị em và các bạn, tôi Ngọc đây. Hiện tại thì tôi Ngọc đang đứng tại mặt tiền đường 9A của khu tái định cư Phước Thiện xuyên thẳng vào dự án Vinhome Grand Bắc. Và sau ngày 1 tháng 8 thì chúng ta thấy rằng đối với Sở Tài nguyên Môi trường của thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra cái câu chuyện đó là bảng giá đất của tất cả các tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đối với cái bảng giá đất này, theo quan sát của tôi Ngọc thì một số cái tuyến đường nó đã tăng lên đến 50 lần giữa giá cũ và giá mới. Và đối với lại thành phố Thủ Đức thì cái tuyến đường có cái mức độ tăng cao nhất đó là tuyến đường Long Phước để qua cái cầu Long Đại này, nó sẽ đến cái đường Long Phước thì nó giá từ 1,5 lên đến 52 triệu và nó đã tăng hơn 30 lần. Và như chúng ta biết rằng đối với lại cái bảng giá mới này thì nó là cái giá tham khảo nhé, chứ phải là chính thức nhé. Và như anh chị em và các bạn biết rằng thì nó cũng sẽ tác động đến 4 cái loại hoạt động chính của cái thị trường bất động sản. Đầu tiên thì chúng ta phải kể đến liên quan đến câu chuyện đó là mua bán bất động sản thì thuế thu nhập cá nhân và phí trước bạ là nó tính trên cái giá trị của giao dịch. Và cái giá trị giao dịch ngày xưa thì có thể trước những năm 2020 thì có thể là mua bán một giá và kê khai thuế một giá, nhưng sau này khi mà cơ quan thuế tuyết còi thì tôi đã quan sát thấy rằng cái giá ở trên những cái giao dịch trên thì gần như nó đã tín về 70-80% thị trường. Còn đối với trước kia, nếu mà khai đúng giá thì đa phần liên quan đến câu chuyện doanh nghiệp hoặc một số cái cá nhân anh chị có nhu cầu chứng minh tài chính mang tiền sang nước ngoài thì mới cần khai đúng. Còn đa số là cái cơ quan nhà nước sẽ bị thất thu một khoản thuế vô cùng lớn. Thứ hai đó là liên quan đến cái hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Và như một cái ví dụ của Tuấn Ngọc chia sẻ thì đối với lại những cái tuyến đường như tuyến đường Long Phước chẳng hạn, thì bây giờ nếu mà chuyển đổi 1 mét vuông lên thổ cư thì người dân phải đóng thuế là 50 triệu. Anh chị em và các bạn hình dung nếu mà 100 mét thì tương đương với lại 5 tỷ. Và cái câu chuyện này đương nhiên cộng với phí thuế dịch vụ vào thì nó sẽ hơn 5 tỷ. Và cái thứ ba đó là cái câu chuyện mà liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng. Và cái thứ tư là liên quan đến cách tính thuế phi nông nghiệp. Và thuế phi nông nghiệp là như thế nào, cộng với lại cách tính như thế nào, thì ngày hôm nay thì tôi Ngọc sẽ ví dụ ở trên cái mặt tiền đường 9A này, ở một cái lô đất góc hai mặt tiền là 21 là mặt tiền đường 9A nhân với lại 12 xuyên thẳng vào dự án Vin, để tôi Ngọc chia sẻ một cái trường hợp cụ thể luôn để giúp cho anh chị và các bạn dễ hình dung về cách tính thuế phi nông nghiệp cho cái loại hình đó là cái bất động sản liên quan đến nhà ở trong thời gian tới. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung tôi đang chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Thì đầu tiên chúng ta phải biết rằng cái thuế phi nông nghiệp thì nó sẽ cách tính bằng như thế nào. Cái giá tiền để đóng thuế phi nông nghiệp thì nó sẽ bằng cái bảng giá của cái tuyến đường đó. Ví dụ như cái tuyến đường 9A này, theo cái giá đóng thuế của những lô bình thường thì nó là 51,3 triệu một mét vuông. Và như anh chị em và các bạn biết rằng mới gần đây 239 hộ dân tái định cư của Vành Đai 3 tại đây thì cũng phải đóng theo cái giá đóng thuế này đấy. Và đối với lại cái lô góc hai mặt tiền đây, lô góc này thì là 21 nhân với 12, một cái lô góc vô cùng đẹp. Như anh chị em và các bạn cũng biết rằng thì đối với lại cái lô góc hai mặt tiền thì nó rơi vào là 55 triệu một mét vuông. Thì mình sẽ lấy cái giá đóng thuế là 55 triệu một mét vuông, mình nhân với cái hệ số của vị trí của bất động sản trên cái tuyến đường đó. Và cái vị trí này thì là mình phải nhân với một cái hệ số thì mình đã biết rõ ra là cái giá là 55 triệu rồi. Tiếp theo là mình nhân với cái số diện tích, ví dụ như cái lô đất này góc hai mặt tiền là 245 mét thì mình nhân với lại 245 mét. Sau đó mình nhân với một cái hệ số để đóng thuế và chúng ta sẽ có cái câu chuyện đó là hạn mức và trong hạn mức 3 lần và ngoài hạn mức 3 lần. Nếu mà trong cái hạn mức, ví dụ hạn mức của những cái hộ dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang được là 200 m2 thì đối với lại cái diện tích dưới 200 m2 thì mình sẽ nhân với một cái hệ số đó là 0,03%. Còn trên hạn mức và dưới 3 lần hạn mức, có nghĩa là trên 200 m và dưới 600 m thì phải đóng thuế là 0,07%. Thì ở trong cái lô đất góc hai mặt tiền này thì có 40 m2 sẽ là nằm ngoài cái hạn mức của một hộ dân và nằm dưới cái 3 lần hạn mức.
Và cái câu chuyện tiếp theo đó là trên 3 lần hạn mức. Ví dụ như bây giờ anh chị và các bạn có một cái lô đất 1.000m² đi, thì mình chẳng có 200m² đầu, thì mình sẽ nhân với cái hệ số là 0,03 và cộng tiếp theo là 400m² tiếp theo, thì mình sẽ nhân với lại cái hệ số là 0,07, và còn lại 400m cuối cùng thì mình sẽ nhân với lại hệ số là 0,15%. Và nếu anh chị và các bạn càng sở hữu đất lớn càng nhiều thì mình càng phải đóng thuế càng cao. Và cái điều này ai cũng mong muốn thôi. Nếu mà được đóng nhiều thuế như vậy thì chính Tôn Ngọc cũng muốn. Và đối với một cái lô đất này thì nó cũng sẽ có một cái câu chuyện thay đổi như thế nào. Thì theo như những cái giá đóng thuế trước kia thì một cái lô đất này mỗi một năm chỉ rơi vào khoảng 220 đến 230 ngàn một năm. Tuy nhiên sau khi áp dụng cái bảng giá như thế này thì cái lô đất như thế này thì hiện tại một năm phải đóng lên đến 4,5 triệu cho một năm. Và đây thì nó cũng là một cái khoản thuế để giúp cho cái cơ quan nhà nước có thể phục vụ cho những cái mục đích an sinh xã hội. Và đối với lại một cái tuyến đường 9A như thế này, một cái mặt tiền là lên đến 30m và nó xuyên thẳng vào Vinhome Eden Park, thì hiện tại đối với cái giá đóng thuế là 55 triệu, mà hiện tại cái giá thị trường ở đây một cái lô góc như thế này với có giá là 90 triệu thì Tôn Ngọc thấy rằng đây cũng là một cái bất động sản cũng đáng để đầu tư. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tôn Ngọc và đội ngũ team Fullen góc nhìn đầu tư bất động sản. Tôn Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.